Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và Toàn Hải và anh chị em thân mến, và xin chào mà YouTuber cũng đứng một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và bạn bè mình và luôn luôn và thành công ạ. Thì hôm nay thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình về thiền âm bên bờ và vũ trụ thông tin thì mới nhất hiện bây giờ. Bây giờ thì em cũng thông báo và cho mà những mấy anh chị em mình hay và những bạn bè khác luôn. Thì hiện bây giờ thì trong thiền âm bên bờ và vũ trụ hiện bây giờ là thầy ông nội Quế Nam chú Tiểu với mà những mà các chư thầy trong chổng, thầy Hoàng Nguyên, thầy Nhất Nguyên và những mấy ni cô trong chổng, thì hiện bây giờ nói chung là rất là mạnh giỏi, rất là mạnh khỏe, họ sống rất là an nhàn và hạnh phúc. Và với mà cái thứ hai là họ không bao giờ là đi giao lưu gặp những mấy người ngoài, không có tiếp xúc những mấy người ngoài nữa. Hiện bây giờ là trong mà hiện âm bên bờ và vũ trụ á, là họ đang chống quầy mà dịch bệnh đó, là không cho gặp những mấy người trong kia và không cho mà năm chú tiểu và gặp những mấy người lạ và đến thăm. Hiện bây giờ là đang mà nó đóng cửa và thầy ông nội với mà những mấy chú tiểu thì sống rất là hạnh phúc và nó mà an nhàn, không có chuyện gì nó xảy ra hết nghe mấy anh chị em. Và cái thứ hai hiện bây giờ là em cũng nói hoài cho mà hiện bây giờ là cái một anh, cái anh đó là tên là Di Chú hiện bây giờ luôn đó. Thì hiện bây giờ là anh Di Chú đó, hiện bây giờ là ảnh lên mạng, ảnh đang núp bóng ở đằng sau lưng, nhưng mà hiện bây giờ là ảnh nói á, là kinh của năm chú tiểu là hiện giờ là đang có ai, nhưng mà ảnh đang muốn kêu gọi những mà mấy người khác và những ai đó là đang và muốn nó đánh phá vào kinh của năm chú tiểu hiện bây giờ đó. Bây giờ thì kinh của năm chú tiểu hiện bây giờ là cả bạn bè trong nước và ngoài nước thì luôn luôn ủng hộ năm chú tiểu này rất là nhiều và luôn luôn ủng hộ những bạn bè trong nước đó. Thì anh Di Chú này thì ảnh lên nói là kênh của năm chú tiểu này nè là đang lôi kéo và đang kêu gọi và ủng hộ và những mà kỳ đồ. Thì á, cái anh chú này á, em không biết là ảnh từ đâu ra và ảnh là ai. Nhiều khi á, là ảnh lên ảnh nói chuyện mà ảnh không dám đưa mặt ra, không có dám mà lộ mặt ra hiện bây giờ. Chứ bây giờ nè, em hỏi mấy anh chị em là hiện bây giờ á, những ngày qua trong tỉnh thất bồng lai á, thì mấy anh chị em thì mình thì cũng đã hiểu rồi, thì á, rất là nhiều người ở đằng sau lưng và rất là nhiều người họ đang và nó đánh phá và trong tỉnh thất bồng lai, họ muốn đang mà quy chụp cho tỉnh tỉnh thất bồng lai rất là nhiều, và ở đằng sau lưng thì có rất là bọn xấu và nó có nó kẻ xấu và đi mà moi móc và đi mà nó xuyên tạc hoài trong tỉnh thất bồng lai thì rất là nhiều. Và họ nói là thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, những mà hai chữ thầy này là giả tu, không phải là hoài hoài các chữ thầy. Rồi á, mấy người đó nói thầy ông nội thì kia đồ rất là nhiều về nó đủ thứ về nó cá nhân, nhưng thầy ông nội đã là nó đến chính đàng hoàng. Thầy ông nội đã nói là nếu là người nào tìm được cho ổng đúng 7-8 con vợ thì á, thầy ông nội đồng ý cho được 1 tỷ đồng đó, là thầy ông nội đã có nói thì đàng hoàng à. Nếu ai mà thừa nhận là vợ ổng là thầy ông nội cho là 1 tỷ đó. Thì nói chung thì thầy ông nội đã nói rồi, ra rồi rất rất là rõ rồi, nhưng mà ở đằng sau lưng á là có những mà mấy người tối tối ngày á là ăn ghen nó tức ở ăn ghen là chỉ là mà đi lên mạng, chỉ là đi mà nó mà moi móc chuyện của người ta không à. Bây giờ là thêm một mà bạn nữa trên đó là Di Chú, là muốn đang mà đi mà nó công kích trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ và muốn đem và những và năm chú tiểu ra đặng mà đôi co, mà nó chắc chắn nó là năm chú tiểu này là con của mà các chư thầy ông chổng,
Bây giờ em nói cho mấy anh chị em và những bạn bè như thế này, và những ngày qua thì á, năm chú tiểu này đã chứng minh đàng hoàng là họ đã là một mồ côi cha mồ côi mẹ, và được các chư thầy và nuôi từ nhỏ và đến lớn và cho ăn và trong chùa hiện tới bây giờ đó, thì á, những người mà ở gần mà Long An á, thì những người chồng sớm á, ở đó người ta đã biết là như thế nào thì người ta cũng chia sẻ và cũng nói ra cũng rất là nhiều đó. Và những gì ở trên mạng mà đưa đưa ra là thông tin đó, là hoàn toàn đó, hoàn toàn là nó sai, là nó sự thật, nó bị đặt thôi đó. Thật sự ra là Nam chú Tiểu đó là mồ côi cha mẹ thật sự đàng hoàng, được những người Long An người ta biết từ đó đến giờ luôn, là Nam chú Tiểu này được các chư thầy này và thầy ông nội lụm ở ngoài đường ở đâu đó, ở góc nào đó, và có người bỏ ghê đi lại nhận và nuôi thôi. Thật sự là thầy ông nội lãnh và đem về và nuôi từ nhỏ đến lớn đó. Những mà thông tin khác á, là có rất là nhiều người nó đi ngược lại, không có đúng về quan điểm đó, không đúng về quan điểm. Bây giờ á, em cũng đang muốn là coi là cái anh mà di chú này, một bạn và di chú này thì không bao giờ lộ mặt ra, hiện bây giờ đang núp bóng ở đằng sau lưng, nói chuyện mà không dám đưa mặt ra, như thật sự là đang muốn và nó đánh nguy hại và muốn và nó đánh phá vào thiện âm bên bờ và vũ trụ đó. Và coi như thế nào. Em cũng mong cầu rằng thì những mấy anh chị em mình thì hãy đứng lên và nó đóng góp và được đứng lên và hãy tin theo và hãy tìm hiểu cho đúng về các sự thật trong Tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào, và đừng có tin theo những gì trên mạng và đưa ra thông tin không đúng sự thật và nó gây mà hoang mang và cho dư luận ha. Tại vì kênh ghi chú này thì em cũng mới biết đây thôi, mà tên ra nhưng mà anh ta đi lên nhưng mà anh ta nói rất là đủ điều, nhưng mà hôm nay thì em làm một cái clip này nữa thì em cũng nói về một kênh mà di chú luôn đó. Em cũng rất là nó mà xem nguyên cái kênh di chú này là đứng đằng sau lưng là ai, hiện bây giờ là đang nói chuyện và không dám lộ mặt và đưa mặt ra và đánh phá vào trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ. Em hỏi mấy anh chị em như thế này, trong thiền âm bên bờ và vũ trụ á, đúng không, là họ không bao giờ là đụng chạm những bất cứ ai hết, thầy Quan Nguyên, Hòa Nhất Nguyên và thầy ông nội, từ đó đến giờ là chỉ á, họ làm những mà clip hài và clip vui và dạy cho và pháp tâm và đóng bộ phim cũng rất là hay, dạy cho năm chú tiểu đó là học điều hay lẽ phải không à, chứ mà không bao giờ nói là đụng đụng chân chạm ai và xúc phạm ai hết luôn, không không bao giờ có nó. Rồi á, ở đằng sau lưng có người là muốn là đánh phá, là nó công kích và nó quy chụp cho thầy Quan Nguyên và Nhất Nguyên, và những mấy người đó đó hoàn toàn đó là họ đi con đường mình không có đúng, càng đi là càng sai, càng đi càng sai và càng lún sâu hơn, không bao giờ là nó quay đầu lại được nữa. Thì mấy anh chị em mình cũng hiểu rằng thì bây giờ là có người đang núp ở đằng sau lưng và muốn đang đánh phá dày thiện âm bên bờ và vũ trụ, thì mấy anh chị em mình phải đề cao và nó cảnh giác và như thế nào, và cũng như mình xem kỹ cho thật sự đó. Hiện bây giờ thì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những các thầy mà sư cô ông và thầy ông nội và những năm chú tiểu ông chổng, nói chung này bao gồm những mấy người trong thiền ở bên bờ và vũ trụ luôn, hiện bây giờ họ sống rất là mạnh giỏi, họ sống là hạnh phúc và không bao giờ là nó gặp ai hết, hiện bây giờ là đang chống về mà dịch bệnh nè, không muốn giao lưu với ai. Bây giờ em cũng mong cầu rằng thì mấy anh chị em và tìm hiểu rõ và thông tin cho đúng và nó chính xác ha. Thì hôm qua mấy bữa giờ thì em cũng đã có nói rồi đó, hôm nay thì em sẽ nói nữa. Thì mấy anh chị em mình thấy những mà
thông tin không đúng chưa hả, thì mấy anh chị em mình phải phải mà nói mà coi kỹ lại và nói xem xét lại như thế nào. Thì trong đoạn video này thì hôm nay thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình về một tên ở đằng sau lưng, thì bây giờ nó đang và nó đánh phá và nó moi móc ra thôi đó. Thì bây giờ thì những bạn bè và mấy anh chị em nếu mà thấy mà video em thấy mà chia sẻ trong trong mà thiền âm bên bà và chú chủ á, và năm chú tiểu á, nếu mà thấy mà hiểu được lời của em nói và nếu thấy mà video em hay và nhớ và nó đăng ký cho em và cái hay và nó cho em lại và nó nhận xét dưới ha, và em cũng chân thành những mấy anh chị em những ngày qua và đóng góp cho em. Chúc mấy anh chị em mình một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc ạ. Máy bay mấy anh chị nha.